hai chị gái Lục Ngạn tí nào. Xem hôm nay có kiến đốt không? Ấy giờ hai trai cao lâu đấy. Về nó vẫn sáng giống nhau mà.
số mưa để ông ơi là sợ này ai nhà cả nghe cho nên là nhớ bố mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
na ru la tu ya ra ta tu la ti he do lu wa lu Yeah.
Chưa. Rồi tập bạc 10 phút nữa nhé. Yeah.
có lo theo lúng mưa, cho lo theo bên trường. Đây, mày phải nó nghe thi á. Làm luôn thôi, gặp hai chị này xinh lắm rồi. Bảo là chép chi sắp về rồi, đây gọi vào. Đấy, hát một tí đi. Đứng vào đấy được mà. Đấy có hồn nhá, đấy có hồn nhá. Ờ. Mày có sinh nhật bài, bài, bài. Cái sinh nhật bài. Thôi mẹ em có thể đi nhé mà đi đó. Chỗ này được mà, dịch sang đây được mà. Được rồi đấy, mẹ em đặt máy rồi đấy. Để vào đây được tí không? Anh ơi, sang gần nhau đi em làm một tí. Chưa vào. Các chị đang chuẩn bị. Chị nào cũng xinh vơ. Bây giờ đang chuẩn bị là bán xem có vào không. Đúng là gái SL Xuân Long vơ. Không phải á? Chẳng các đâu mà chẳng các à? Còn quay anh hát chưa? Chỗ này ồn quá. Anh lùi một tí đi. Sát nhỉ? Ồn lắm. Lùi tí. Tránh. Lùi một tí cho đỡ vướng được người ta. Đấy như thế này nhá. Ôi máy này nóng quá, tôi tắt rồi.